Bull Pottery, Neil Pottery có A có 7, Led Ibis A94, Moser, điểm chính là đường với cả lựu đạn. Thì rất tiếc là con AK thì không dùng được mút cận chiến, rất buồn. Ngoài ra có cả Miêu Bao Vàng với cả gì nhỉ, Blitz, búp bê Blitz Supreme FP. Thì hệ thống như thế, hệ thống sinh ra tạo như thế. Ngoài ra thì đây Pang, một là vũ khí Pang, nhưng mà trong đám, nhưng mà tất cả đám này hình như là về Việt Nam hết cả rồi, thì hết về Việt Nam hết cả rồi. Prime cũng thế sao ấy? À đâu, hình như là Việt Nam còn một số con chưa về thì phải, và khung nó cũng rất là loạn nhé. Mua con thì không xanh, con thì không vàng VIP. Ok, hình như Việt Nam có con này là chưa về này, mà bốn bis này, bom bis Việt Nam có chưa nhỉ, tôi cũng chả nhớ lắm. Con này vòng quay ấy này tôi nhớ này, chứ con này chưa về này. Giao kiếm bằng gốm mà nghe cứ phải logic thế nào nhỉ. Tầm này bây giờ thì tôi nói với các vị rồi, logic tầm này còn logic lô dùng gì nữa. Còn MGB mới nhất bên này thì lại là AK103, AK103, AK103. Đây AK thì bên này thì hơi buồn cười cái là có AKF74U thì nó là hàng thuê đấy, rất là đỉnh cao nhá. Ok, để lúc làm một trận đấy đâu. Từ từ, hold up biết tụng này mày, mày cái cánh hình như là ô bỏ mẹ rồi. Ui tám mày này thì khó ấy rồi, nó chỉ khổ vậy thôi. Tìm ở đây rồi, câu chuẩn bị nhá. Đây chuẩn bị nào. À TMP Time Defier trên lái đi. Để cái này đi. Thì đã bắt đầu. Đổ súng này. Giờ là còn có TP tử nhãn. Đấy, nếu như không có chướng ngại vật gì nó sẽ hiện lên không có chướng ngại vật. Và chờ các bạn đến với chướng ngại không gian.